cống hiến vô điều kiện. Từ giờ trở đi, ai ở gần tôi phải cống hiến vô điều kiện, được chứ? Bằng không, thật sự là quý vị càng giúp thì tôi càng bận rộn. Nếu muốn giúp sư phụ, quý vị phải suy nghĩ kỹ, xem tâm mình có ganh tị hoặc đố kỵ hay không. Quý vị cãi cọ tranh luận với nhau hoặc với tôi chỉ để tìm lý lẽ biện hộ. Nếu quý vị không làm việc đàng hoàng thì chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. Chỉ nói xin lỗi, con sẽ sửa sai, và rồi phải tự sửa ngay lập tức. Không cần phải nói quá nhiều hoặc diện quá nhiều lý lẽ, hiểu không? Thay vì vậy, quý vị lại cãi với tôi hoặc tranh luận với nhau vì điều này trong tâm quý vị. Nếu quý vị ở với tôi nhưng ít khi được gặp tôi hoặc được tôi sờ đầu hay nghe tôi nói những lời dịu ngọt, thì trong tâm quý vị cảm thấy như mình hết thời. Quý vị cảm thấy mình không có đủ và cứ muốn có được tất cả những thứ khi ở với tôi. Khi không thể có được vì tôi rất bận rộn, thì quý vị dở chứng, quý vị cố tình làm điều này, điều nọ để tôi đến gặp quý vị. Đừng! Ở nhà cũng vậy, hiểu không? Càng muốn người khác để ý tới mình, thì càng làm người khác thấy bực mình. Ở nhà, để tôi nói cho nghe, nếu quý vị có một ông chồng hay một bà vợ ở nhà, thì đừng có xử sự như vậy nhé. Đừng có suốt ngày hành động chỉ vì mình. Quý vị làm việc này, việc nọ chỉ để được điều này, điều kia. Chúng ta là người tu hành phải hành động vô điều kiện. Nếu người ta thương mình thì tốt, không thương cũng tốt. Sớm muộn gì thì cũng chết. Người ta có thương mình hay không thì cũng không quan trọng. Quý vị có thể mang người đó theo lên thiên đàng được không? Chỉ khi nào quý vị tu hành giỏi thì mới có thể mang người đó. Nếu quý vị không tu hành giỏi, chẳng bao lâu một trong hai người sẽ lên thiên đàng, còn người kia đi địa ngục. Hai người cách nhau xa lắm, cho nên ở thế giới này, dù quý vị đòi hỏi ông ta thương mình mãnh liệt tới cỡ nào đi nữa cũng vô ích, biết không? Quý vị chỉ lãng phí thì giờ quý báu thay vì lo tu hành cho cả hai. Càng làm phiền ông chồng, ông ta càng tìm cách chạy xa. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi, rồi họ đổ thừa tôi, nói tại giáo lý của tôi mà ông chồng họ bỏ đi. Điều đó không đúng. Nếu giáo lý của tôi thật sự làm ông chồng quý vị bỏ đi, thì tôi phải có thêm nhiều đồng tu nam chứ. Hiểu ý tôi không? Nhưng không có. Tôi yêu cầu quý vị chăm sóc gia đình mình, chăm sóc họ chu đáo, thậm chí còn hơn trước nữa. Ở sở làm, quý vị phải siêng năng hơn, chu đáo hơn trước. Tôi không dạy quý vị bỏ bê người nào hết, hiểu không? Nhưng nếu lúc nào quý vị cũng ổng a ổng ẹo làm phiền người khác và đòi hỏi người ta chú ý thì không ai thích như vậy hết. Có thể lúc đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài người ta sẽ chán quý vị, đúng không? Đừng nói chi sư phụ. Ngay cả thức ăn ngon, nếu ăn nhiều quá mình cũng chán, phải vậy không? Làm sao mình có thể ép người khác phải nuốt những món ăn dở đó suốt ngày? Tương tự, loại tánh tình như thế cũng giống như ép người khác ăn thức ăn dở vậy đó, hiểu không?